Lina xin trân trọng kính chào quý vị. À, chủ đề của chương trình hôm nay là bảo hiểm nhân thọ. Thưa quý vị, Lina biết rất là nhiều người Việt mình nghe đến hai chữ life insurance là họ sợ, họ không có muốn nghe nữa, họ càng ghét nữa. Và Lina hiểu. Tại sao? À, thực sự rất là ít người mà hiểu rõ về bảo hiểm nhân thọ nha. Kể cả bao nhiêu người đang bán life insurance nhưng mà rất là ít người hiểu life insurance và có thể quý vị uh, đã mua nơi một người quen, người thân, người bạn và sau này hợp đồng không có được tốt nên quý vị cứ tưởng rằng là hãng bảo hiểm nó gạt mình nhưng thực sự bảo hiểm nhân thọ đó là ở Mỹ nè là một sản phẩm mà bảo đảm nhất trên thế giới, ok bởi vậy nhiều người ở những nước khác lại về Mỹ để mua life insurance tại vì life insurance ở Mỹ là bảo đảm hơn life insurance bất cứ nước nào, okay, chưa bao giờ có hãng bảo hiểm nhân thọ nào mà bị bankruptcy và như nếu mà quý vị uh, lo hoặc là quý vị mất hợp đồng đó, okay, thì quý vị thấy à, bây giờ cái hợp đồng mình đang có bị lỗ nè hoặc là quý vị đã bị mất hợp đồng, okay, đừng có nghĩ là tại vì hãng bảo hiểm nhưng mà tại vì cái hợp đồng của mình how it was set up. Và thêm một lần nữa không phải là cái người bán của mình uh, cho mình họ có uh, ý xấu, có thể họ không có hiểu, hoặc là khi đó họ set up cho quý vị, nhưng mà bây giờ 10 năm sau, 15 năm sau, okay your life has changed. Cái okay, tiền lương quý vị bây giờ khác nè. Bây giờ quý vị lập gia đình, bây giờ có con, có cháu. Okay, nên cái nhu cầu của quý vị bây giờ it's different, nên mình phải update cái life insurance của mình. Vì nếu mà mình structure đúng thì bảo hiểm nhân thọ rất là lợi cho quý vị. Mặc dù quý vị um, đang nhỏ tuổi, okay? If you're young, if you're old, quý vị lớn tuổi, quý vị độc thân hay là có gia đình rồi, Lương cao hay là lương thấp, mỗi trường hợp khác nhau nên mỗi hợp đồng phải setup up khác nhau. và cái nào nó cũng có cái lợi cho mình hết. Okay? Nhưng trước khi mình mua đó, trước khi mình mua bảo hiểm nhân thọ, mình phải hiểu nó là cái gì và tại sao mình nên mua và mình nên mua loại nào? It's confusing, confusing. Nhiều người mua nhưng không biết họ đã mua cái gì. Có thể quý vị có một cái hợp đồng ở nhà nhưng chưa bao giờ đọc đến cái statement, chưa bao giờ đọc đến cái policy, không có hiểu những cái từ trong đó là cái gì hết. So I'm gonna help you, okay? Sau đây Lina xin chia sẻ với uh, quý vị những cái um, thông tin và cái cái so sánh giữa những cái loại bảo hiểm nhân thọ khác nhau. OK, um, nó 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 hơi khó để dịch thẳng ra từ từ tiếng uh, Anh qua tiếng Việt. So I do my best. Nhưng mà there are two types of life insurance. Mình có temporary và permanent. OK, temporary and permanent life insurance. Temporary là term insurance. Nhiều người cũng biết term insurance. Và permanent là whole life, universal và variable life insurance. Bên cái term insurance á, là nó có hiệu lực trong một thời gian hạn được um, xác định trước. Như vậy là it's just for a certain term. Mình biết mình mua 10 năm là nó good 10 năm thôi. Mình mua 20 năm thì mình biết là 20 năm thôi. After that là mình không có còn nữa. nha yeah. Bên term insurance nó chỉ là bảo hiểm thôi. Nó không có cash value. Nên cái tiền mình đóng vào, là nó đi luôn, mình mất cho mình không có cái cash value. Bên permanent insurance là nó sẽ bao cho quý vị suốt đời mình luôn nếu mình set up đúng và nếu mình trả premium cho đúng. Cái cái gì cũng vậy, mình phải làm đúng nó phải nó mới lợi cho mình. Và bên permanent life insurance đặc biệt là nó có cash value. Quý vị đóng tiền vào đó nếu mình đóng dư mình sẽ đầu tư được trong một cái kế hoạch life insurance. Term insurance ấy, nó có cái thời hạn yeah, của cái hợp đồng 10, 20, 30 years. Okay. Cái term insurance này nhiều người trẻ tuổi mua tại vì nó nó rẻ hơn. Okay. Cái phí bảo hiểm, cái premium mình đóng vào đó nó sẽ là locked in, nó không có nó không có lên, nó không có bị tăng nhưng mà nếu mà nó bị tăng á, nó cho mình biết trước. Nhưng mà quý vị không có change được. Okay, it's locked in, locked in premium. Và cái uh, premium đó it's permanent. Nếu mà sau này quý vị nói quý vị không có khả năng trả nữa, you're stuck. Mình nói mình sẽ đóng bao nhiêu, mình phải đóng mấy nhiêu thôi. Cái okay? that's term insurance. Và mình không có cash value. This is important. Nếu quý vị nào đang có Medi-Cal, okay? Uh, Medicaid, okay? mình phải là low income mới được cái, cái, những cái program đó, thì mình nên mua term insurance. Là tại vì the law says you cannot have cash value. Nên nếu mà quý vị đang có Medicaid, okay? hoặc là Medi-Cal ở đây ở Galena, thì mình không có mua get permanent insurance they not got cash value that's important nên không muốn quý vị mà mua the wrong kind of insurance joy minbee med medical Medicaid. okay so let's take a look at permanent life insurance don't get permanent life insurance nó có ba lie. whole life universal life and variable life Mình đừng có nghĩ mình nghe WHOLE LIFE là nó bao suốt đời, that's not what it means, okay? WHOLE LIFE Cái này nó cung cấp bảo hiểm trọn đời miễn sao mà mình trả cái premium theo như cái plan của mình. Cái premium của những cái, cái program này nó sẽ cao hơn term insurance. Okay? Đặc biệt là cái phần đầu của hợp đồng á cái premium nó sẽ cao hơn. Và cái cash value mình được tăng, tăng hoãn thuế. So tax deferred growth. Và sau này mình có interest, mình ăn tiền lời. Okay? Mình không cần phải đóng thuế. So it is tax free. Okay? Universal life là cũng một cái loại permanent life insurance. Universal life, nó tương tự như cái whole life, nhưng mà nó mang lại cái, cái sự flexibility. Okay? Cái này là cái flexible nhất trong mấy cái hợp đồng life insurance policy mình điều chỉnh được cái policy theo cái phù hợp của mình okay if your life changes mình có thể mình thay đổi được cái premium mình hạ hoặc mình tăng được cái death benefit okay? cái tiền tử mình cũng change được và hãng bảo hiểm sẽ dành một cái phần của cái premium của mình đó để đầu tư and sau này quý vị lời quý vị lấy tiền ra sẽ là miễn thuế bên variable life Variable life is very different. Cái này nó, nó là hybrid. Okay, like a term and also investment. Okay, Nhưng quý vị phải nhớ, nếu mà variable life thì quý vị sẽ được invest trong là mutual funds, stocks, bonds và so nó nó có cái sự rủi ro của nó It's very risky quý vị có thể đi lui được đó thị trường mà sụp một cái thì cái death benefit của mình cũng có thể đi lui luôn Thế this is riskier nên quý vị phải nhớ như vậy có thể mình earn được nhiều tiền nhưng quý vị có thể đi lui được so no protection from downside oh wait a second what about index universal life iul it's my favorite thì nó rất, rất là thích cái chương trình này. Index Universal Life. Đây là một cái loại uh, hợp đồng kết hợp, ok? Nó, nó, nó không có cái risky của cái variable life. Ok? Nên, it's a little bit better. Nó an toàn hơn một chút. Nó có cái floor, chẳng hạn như 0%. Là sao? Nếu thị trường sụp, quý vị không có đi lui được. Okay, mình không có mất tiền do thị trường đi xuống. Và đôi khi nó cũng có cái ceiling, okay? Sometimes they they always have a floor, sometimes they have a ceiling. Như lại là tối đa. Là nếu mà thị trường um, return 10%, nhưng mà cái ceiling, cái cap của nó là 8 rưỡi thì quý vị được 8 rưỡi thôi. Nhưng mà bây giờ có rất là nhiều kế hoạch nó có là no cap, no ceiling. No ceiling, so very, very good. Và nên nếu cái hợp đồng như vậy, structure đúng, thì quý vị có thể um, có income tax-free. Yep, tax-free income. Thu nhập mà miễn thuế luôn. Very, very good. Ok. Như vậy, loại bảo hiểm nào là tốt nhất cho mình? That's a very good question quý vị phải nhìn đến nha tại sao mình đang mua bảo hiểm nhân thọ? What is the purpose? Một là sự bảo vệ, hai là tiền mặt, cash accumulation, protection or cash accumulation. Nhiều người hỏi, Lina, nào well, tôi được cả hai cái được không? Dạ thưa quý vị được. That's right, you can have both. Mm. I'll tell you about it. Nhưng mà right now Lina xin uh, tạm ngừng chương trình một chút. Okay. For a commercial break, I'll be right back. Section 2 of the show. Tax-free income vừa bảo vệ vừa tiền mạng được hay không? I'll let you know. Okay, welcome back. Part 2 nha quý vị. Rồi, quý vị mới nghe đến uh, hai cái loại uh, bảo hiểm nhân thọ khác nhau. Term, temporary, term insurance, hoặc là permanent. Nên Lina muốn là mình coi lại những cái uh, những cái um, factor của mỗi thứ để quý vị có thể quyết định là bây giờ mình cần cái nào, cái nào là uh, thuận lợi nhất cho mình nha. So let's go to the laptop. Term insurance, giá rẻ hơn nè. Mình có tiền tử. Và đặc biệt sau này, Term insurance có luôn tình bệnh đó quý vị ơi. Rất là nhiều người không biết nha. Term insurance has long-term care coverage. Có nhiều hãng đang offer cái này. Cái okay. cái này là tốt cho ai? À những người trẻ tuổi nè. Cái okay. mình không có có nhiều tiền nha, nên limited income. Hoặc là mình cần cái tiền tử cao nhưng mình không có tiền để đóng. Thì term insurance is perfect for you rất là nhiều người trẻ tuổi mới bắt đầu đi làm không có nhiều tiền sẽ mua term insurance. rồi giữa whole life và universal bên whole life fixed premium cái tiền mình đóng hàng tháng sẽ không bao giờ thay đổi. bên universal life nếu quý vị cần cần nó lên cần nó xuống you can do that it's flexible. bên whole life guaranteed death benefit okay, cái cái tiền tử của mình đó là nó stay the same. còn bên universal life nếu sau này quý vị cần tăng cái tiền tử hoặc là mình đóng mình không có có khả năng đóng nữa mình cần phải hạ xuống mình làm được whole life guaranteed cash value oh guaranteed cash value khi mà mình có guaranteed cash value là dĩ nhiên cái tiền lời mình ăn sẽ là thấp hơn bên universal life potential cash value growth nó không có guarantee mình được là thì vì nó không biết thị trường nó sẽ ra sao nhưng mà nếu khi lời đó thì nó lời hơn. Nó lời hơn sometimes gấp đôi hoặc là more than whole life insurance. Okay? Whole life insurance ấy, thường thường là cái, cái policy của nó sẽ cao hơn universal. Nếu mà mình so sánh hai bên giống nhau đó, tiếng Anh kêu là apples to apples. Nếu mà benefit của hai bên giống nhau thì cái bên whole life, cái premium nó sẽ cao hơn. Variable life Fixed death benefit, tiền tử sẽ không thay đổi. Riskier on investment side, okay? mình đang đầu tư với thị trường đó, thị trường đi lui sụp mình mất tiền được nè. Còn variable universal life, wow, it's so confusing. Flexible premium, okay? vẫn là risky, nó có cái sự rủi ro của nó, thị trường sụp mình mất tiền được. Nhưng mà bên variable universal life thì mình có thể mình thay đổi cái cái um, cái premium và cái tiền tử. Okay, if you need to change it, you can. It's flexible. Universal life. Universal life nó có ba thứ: guaranteed, index và variable. Okay. Index. Mình có tiền tử, tiền bệnh và tiền mạng. Và đặc biệt á. Mình có cái floor, 0%. Bây giờ Lina đang viết những cái hợp đồng nó có cái 2% floor nữa. Như vậy nếu mà thị trường sụp thì nó vẫn cho quý vị 2%. Nhiều lúc có cái ceiling, it's capped. Nhưng mà bây giờ có những cái hợp đồng là no cap, no ceiling. Thị trường lên 10% quý vị sẽ được 10%. Và mỗi năm mình ăn được từng lời, mình lock in, mình không đi lui được, ok? Nhưng quý vị phải nhớ, phải là set up cho đúng. Nếu mà mình muốn là take advantage of the potential, nó có cái khả năng rất là tốt cho mình, nhưng mà mình phải set up cho đúng. Nếu quý vị có câu hỏi gì, uh, xin uh, email Lina, Lina Nguyễn at sbtn.tv ok lina nguyễn at sbtn tv bây giờ quý vị ở nhà nha mình đang có một cái hợp đồng một cái uh, policy life insurance policy quý vị lấy ra đi you have to look at it nhiều người họ mua rồi họ bỏ trong cái học 10 năm sau không có nhìn tới right hoặc là mình mua rồi cái người agent đi đâu rồi mình cũng không biết không bao giờ liên lạc nếu mình làm cho đúng quý vị là mỗi năm phải có cái annual review mình phải coi lại hợp đồng nó còn tốt hay không. Ok? Họ nói là năm này mình sẽ được bao nhiêu tiền tiền interest. Nó có ra vậy hay không? Tại vì nó, nếu không á, mình phải thay đổi. You have to change it. Và nếu quý vị mua lâu rồi thì quý vị phải biết cái điện thoại của mình mỗi năm nó ra cái mới tối tân hơn, tốt hơn, đẹp hơn. cái okay. Cái camera is better. I, I want the new one. Thì tại sao những cái hợp đồng mà liên quan đến tài chính và tương lai của mình, mình không có update. You have to update it. Nếu quý vị có những cái thay đổi trong cái cái đời sống của mình nha, uh, new job hoặc là mất việc, lập gia đình, có con, ly dị, that's a big one. All those changes, khi mà như vậy, mình phải nhìn lại cái hợp đồng của mình mình phải change nó. Và nếu bây giờ quý vị đang có một cái whole life, hồi nãy giờ quý vị nghe Lina nói, whole life mình không có change được cái gì. Đúng, quý vị không có change trong cái hợp đồng mình đang có, nhưng quý vị có thể roll over cho một cái hợp đồng mới. Mình lấy cái tiền mình đang có trong này, mình roll over trong một hợp đồng mới. Và cái hợp đồng mới, bây giờ quý vị sẽ bắt đầu ăn tiền lời theo thị trường. Nhưng nếu thị trường sụp, You're protected. mình không có mất tiền được. Và khi mà mình để dành tiền trong một cách như vậy đó, there's a floor, there's protection, then you grow faster. Và quý vị nhớ, khi mà mình có một hợp đồng, à, một cái bảo hiểm nhân thọ, it's instant protection. Nếu quý vị đang để dành trong cái IRA hoặc cái 401k, cho quý vị mới bắt đầu save thôi, trong đó quý vị đóng được 6.000 đồng. Nếu quý vị mất, thì trong đó nó vẫn 6.000 đồng thôi. Nhưng mà chưa đóng thuế, chưa đến tuổi lấy ra. Và nếu thị trường sụp, nó không còn là 6.000 nữa. Nhưng nếu quý vị có một cái life insurance, mới đóng một tháng thôi, rủi ra ngày mai quý vị mất. Thì con cái mình, gia đình mình được cái tiền tử rất là lớn. Có thể là 800.000, có thể là 1 triệu, 2 triệu. It depends. Nhưng mà cái đó là instant. Instant protection. Nếu quý vị thương con mình muốn lo cho con cái của mình, that's the way you do it. Okay, nhiều người Việt Nam họ rất là cưng con, họ muốn là cái gì cũng cho con nên bảo bảo hiểm nhân thọ cũng là mua cho con. Nhưng mà họ làm sai rồi. Bảo hiểm cho cha mẹ, tiền tử phải cao hơn con. Quý vị biết Lina đã nhìn nhiều cái hợp đồng Tiền tử của cha mẹ 200 đồng, à, 200 ngàn đồng Tiền tử cho con 1 triệu It doesn't make sense Tại sao? Mình thương con là cái hợp đồng của mình phải cao Tại vì nếu mà mình giữ nha Của cha mẹ 200 ngàn, của con cái 1 triệu đồng Cái gì mà xảy ra cho cha mẹ Thì cái tiền tử nó rất là ít Bây giờ cái tiền đó có đủ cho con cái mình nó sống không? Và nếu nó không có tiền để trả tiền nhà, để trả tiền học, tiền xe, tiền bảo hiểm, nó sẽ mất luôn cái, cái hợp đồng của nó. Nó không có trả được cái, cái premium của nó, thì nó sẽ mất luôn cái hợp đồng của nó. So, you have to do it correctly. Nếu quý vị mà có rất là nhiều tiền, á, ok, tiền tử của con một triệu rưỡi is ok, nhưng mà tiền của cha mẹ phải là ít nhất gấp đôi. That's the way you do it. Và trong những chương trình sau, Lina sẽ giới thiệu với quý vị những cái um, purpose khác của life insurance. Không phải là life insurance là tiền tử thôi. Cái okay? cái đó nó kêu là old school. hồi xưa là như vậy. Bây giờ đó life insurance là một cách mình đầu tư, một cách để sau này mình kiếm được um, tiền hưu trí very, very powerful. Save tiền con cái đi đại học, mua xe, làm đám cưới, mua nhà. Save it tax free. ok Nếu quý vị có câu hỏi gì nha, xin liên lạc với Lina à, qua email là lina nguyễn at sbtn tv, lina win at sbtn tv và Lina xin hẹn quý vị tuần sau qua chương trình vận may tài trận